Nóng, nhà nước ban hành quyết định chấn động, những đối tượng không được tăng lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, 36 trường hợp trượt danh sách đối mặt nguy cơ giảm 50% lương. Khi cải cách tiền lương, có một số công chức không được tăng lương là một vấn đề mà nhiều người quan tâm trong những ngày gần đây. Khi thực hiện cải cách tiền lương năm 2024, bãi bỏ mức lương cơ sở, thì việc xác định tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với những đối tượng này sẽ xảy ra bất cập so với quy định hiện hành. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nhà nước sẽ thực hiện đồng thời việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở cùng với cải cách tiền lương. Do đó, cán bộ hưu trí có thể sẽ được tăng lương hưu từ khoảng thời gian này nếu thuộc nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu trong quy định chính thức về lương hưu sắp tới. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, việc cải cách tiền lương sẽ được áp dụng cho khu vực công và khu vực doanh nghiệp theo nghị quyết 27 trên NQTU năm 2018. Đối tượng chính được áp dụng chính sách cải cách tiền lương bao gồm cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Khi cải cách tiền lương sẽ ảnh hưởng đến thu nhập cũng như cuộc sống của rất nhiều người dân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tất cả các đối tượng trên có được tăng lương sau khi cải cách tiền lương hay không? Vấn đề này đã được đề cập tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội với sự tham gia của Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp nào cán bộ không được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương? Theo phân tích, có 2 trường hợp cán bộ không được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương như sau. Trường hợp 1, không thuộc đối tượng tăng lương hưu theo quy định. Như các quy định trước đây, khi điều chỉnh lương hưu thì không phải đối tượng nào cũng sẽ được tăng lương hưu. Cụ thể, khi có văn bản chính thức về việc điều chỉnh tiền lương hưu, nội dung văn bản sẽ quy định rõ về đối tượng được điều chỉnh. Do vậy, nếu người tham gia bảo hiểm xã hội không thuộc các đối tượng được điều chỉnh trong văn bản đó thì sẽ không được tăng lương hưu. Trường hợp 2, không được tăng lương khi cải cách tiền lương. Đối chiếu mục 2 nghị quyết 27 trên NQTU năm 2018. Việc cải cách tiền lương sẽ thực hiện trên tinh thần là không làm giảm lương. Khi cải cách tiền lương năm 2024 làm tăng lương của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các đối tượng này cũng sẽ tăng. Vì mức lương hưu được tính từ mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tỷ lệ hưởng lương hưu, nên nếu quy định về tỷ lệ lương hưu không thay đổi, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tăng, mức lương hưu cũng sẽ tăng. Theo những phân tích trên, thì xét trong trường hợp cải cách tiền lương năm 2024 làm tăng lương. Để được tăng lương hưu theo đợt cải cách tiền lương, người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng các điều kiện sau. Đủ điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia bảo hiểm xã hội phải nghỉ hưu sau thời điểm cải cách tiền lương và đã có khoảng thời gian hưởng mức lương tăng trước đó. Cán bộ không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ không được tăng lương hưu. Mức lương hưu hiện nay được nhận là bao nhiêu tiền? Theo Bộ trưởng Nội vụ, khi thực hiện cải cách tiền lương, hệ thống 5 bảng lương mới sẽ thay thế cho bảng lương hiện hành dựa trên hệ số lương hiện tại. Bảng lương mới này sẽ được thiết kế dựa trên vị trí công việc và chức danh lãnh đạo quản lý, loại bỏ các cơ chế chính sách tiền lương đặc thù. Bộ Nội vụ cho biết, sau quá trình rà soát, đã có 36 cơ quan đơn vị trong một số ngành không còn được áp dụng chính sách lương đặc thù, thậm chí nếu xây dựng bảng lương chạy ngang, một số cơ quan này có thể bị giảm lương tới 50%. Tuy nhiên, hiện tại vẫn có khoảng 134.284 cán bộ công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù, với mức lương tăng thêm từ 0,66 lần đến 2,43 lần so với chế độ chung. Ngày 20 tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 ở mức 6% để trình chính phủ xem xét quyết định. Nóng bừng, hiệu trưởng bất ngờ xin từ chức sau vụ 11 học sinh ăn cơm trắng ở Lào Cai, hàng loạt sổ sách chi tiêu bị ém nhẹm, hơn 500 triệu tiền ăn đã chảy vào túi ai. Thưa quý vị, thật xôn xao và rúng động dư luận những ngày qua là chuyện Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, Lào Cai đang gấp rút báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm chan cơm tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà, xác nhận có việc bị cắt xén khiến 11 học sinh phải ăn cơm trắng chan với 2 gói mì tôm. Đáng nói, số tiền ăn của các em học sinh trong 4 tháng qua đã lên trên 500 triệu đồng, có dấu hiệu bị cắt xén trắng trợn và liên đới đến nhiều người. Nếu theo lời thú nhận của người nấu ăn, nhà trường chỉ sử dụng 40 triệu đồng trên tháng, thì ước tính số tiền bị lấp liếm lên đến 360 triệu đồng. Cùng với khoản chi phí 150.000 mà nhà trường trợ cấp cho các em mua sách vở nữa thì đây là một con số không hề nhỏ, gấp 10 lần số tiền mà cô giáo Lê Thị Dung ở Nghệ An đã chiếm đoạt. Vậy bản án cuối cùng cho hành động bất lương này là gì? Liệu chuyện hiệu trưởng từ chức vào lúc này có giải quyết được làn sóng dư luận? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.
Thưa quý vị, vụ án trên do một số nội dung cần xác minh liên quan đến nhiều người ở các thời điểm khác nhau, tính chất phức tạp nên đã chuyển một số nội dung sang cơ quan công an huyện Bắc Hà tiếp tục điều tra xác minh. Báo cáo nêu rõ, chỉ ra một số sai phạm của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 như không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Hiệu trưởng chưa ký nhận nhiều hồ sơ nhập xuất thực phẩm, phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của hiệu trưởng, người nhận tiền, bản nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bản thực phẩm của tháng. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà cũng thông tin đã nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, với lý do những trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội. Học kỳ 1 năm học này, trường Hoàng Thu phố 1 có 174 học sinh bán trú được hưởng chính sách hỗ trợ của chính phủ, trong đó tiền ăn hơn 501 triệu cho 4 tháng, ngoài ra kinh phí cho 5 người nấu ăn là 54 triệu đồng. 2,7 triệu trên người trên tháng, đến hết tháng 10, trường này đã quyết toán qua kho bạc gần 250 triệu đồng. Trước đó, theo thông tin phản ánh về bữa ăn bán trú có dấu hiệu bị bớt xén, 11 học sinh phải ăn chung 2 gói mì tôm tràn với cơm tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà, khiến dư luận xôn xao. Ngoài bữa sáng với mì tôm, ở bữa trưa và tối, học sinh chỉ được ăn ít giò thái nhỏ và canh rau, dù trên bảng ghi có 14kg thịt lợn và 11kg xương. Trong một bữa ăn khác, trường cho học sinh ăn đậu phụ và canh thiếu thịt và xương như nội dung bản tin. Hiệu trường khẳng định bữa ăn đầy đủ trong khi học sinh nói chưa no, gấp hết thức ăn vẫn chưa ăn hết cơm trắng. Nhân viên nấu ăn cho biết số thực phẩm được nhận để nấu ăn chỉ bằng 1/3 so với định lượng được công khai. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai xác định rõ nội dung báo chí phản ánh và đồng thời xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân có liên quan nếu có vi phạm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, Lào Cai, do Chủ tịch huyện Đinh Văn Đăng ký tại buổi làm việc sau khi nghe ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng giải trình cùng ý kiến của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà xác định hình ảnh phản ánh về bữa ăn bán trú ở trường này là có 2 gói mì tôm, tràn cơm của 11 học sinh là có thật. Tuy nhiên, để có đầy đủ các căn cứ dữ liệu thực hiện các nội dung xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, cần phải kiểm tra xác minh làm rõ thêm nội dung phản ánh. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ, báo cáo từ phía trường là thông tin một chiều. Ông Dũng nói, có những thông tin giải trình trái ngược với phản ánh của báo chí, Sở đề nghị huyện xử lý nghiêm khắc nếu có dấu hiệu sai phạm. Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thu Phố cho biết, hiện nay, lãnh đạo nhà trường đang báo cáo có việc thầy cô giáo dàn dựng video, gửi hình ảnh cho báo chí và đăng tải lên mạng xã hội. Ông Cường nói, vấn đề này, chúng tôi đã mời công an vào cuộc xác minh, còn nếu thầy cô phản ánh đúng sự thật, phải đề nghị các cấp biểu dương khen thưởng. Theo phản ánh tại một bữa trưa của các học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà, bữa trưa cho 173 học sinh trên bảng có ghi rõ, gồm gạo tẻ, thịt lợn, đậu phụ, cà chua, xương, bắp cải, nhưng thực tế trên bàn chỉ có cơm trắng. Nồi canh bắp cải và đậu sốt cà chua cực kỳ ít thịt băm trong khay đậu, đến nỗi các cháu còn không nhận ra đó là thịt. Nhiều cháu còn nửa bát cơm nhưng trên bàn đã hết sạch thức ăn và trong tình trạng ăn chưa no. Nhân viên nấu ăn đã thừa nhận số thực phẩm bà nấu mỗi ngày chỉ bằng 1/3 so với số lượng ghi trên bảng công khai. Chị này thừa nhận dù biết là thiếu của học sinh nhưng nhà trường cho bấy nhiêu thì chị chỉ biết làm bằng đấy và thừa nhận việc nấu thiếu định lượng đã xảy ra trong một thời gian dài. Khi được hỏi về số tiền mua thực phẩm đâu thì người phụ nữ trên cũng chỉ biết lắc đầu. Nếu như thông tin người nấu ăn cung cấp là chính xác, thì mỗi tháng trường Hoàng Thu phố 1 chỉ sử dụng hết khoảng 40 triệu đồng trong tổng số hơn 125 triệu đồng nhà nước hỗ trợ cho các cháu học sinh vùng cao. Về câu hỏi, số tiền còn lại đi đâu, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Hà cho biết sẽ ngay lập tức vào cuộc để xác minh làm rõ,